Sau đám cưới của con gái Minh Anh, cả Minh Nhựa và vợ Hamena Phạm đều dính phải lùm xùm đạo ảnh từ trên trời rơi xuống khiến cả hai phải cai ung ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Điều này có lẽ khiến những người trong cuộc khá bức bối khi trước kim những tấm hình tình cảm của cặp đôi luôn khiến cộng đồng mạng phải ná thở. Mina Phạm dấn lùm xùm đạo ảnh trước. Rồi sau đó chắc cô đã rủ Minh Nhựa cùng chụp nên đại gia Sài Thành cũng tiếp tục bị vào tầm ngắm. Tuy nhiên, không thể chờ đợi lâu hơn, mới đây Minh Nhựa đã có động thái đầu tiên sau chuỗi ngày qua. Cụ thể, đại gia Sài Thành đã đăng tấm hình chụp cùng vợ trên máy bay đi du lịch ra Hà Nội với phong thái không thể sang hơn. Đặc biệt, cặp đôi còn kéo khoa chiếc đồng hồ hàng hiệu có giá cả triệu đô cùng em túi bikini bạc tặng vốn cũng gây sốt trong quá khứ. Chuyến du lịch ra Hà Nội của cặp đôi. Chiếc đồng hồ hiệu hàng hiệu có giá cả triệu đô này là thật, không phải hàng Photoshop nha mọi người. Quả đúng là vợ chồng nhà đại gia có khác, đi đâu cũng phải đồ hiệu giác đầy người thì mới được. Và sau bấy nhiêu thị phi, có vẻ như gia đình Minh Nhựa vẫn đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Trước đó, cặp đôi cũng đã có chuyến từ thiện phát quà trung thu cho các em nhỏ và nhận được rất nhiều sự tán dương của cộng đồng mạng. Chai Disney từ thiện của vợ chồng Minh Nhựa. Cặp đôi vẫn mặn nồng hạnh phúc sau bao thị phi.